Xin chào bông hoa xinh đẹp. Hôm nay thật là một ngày đẹp tuyệt vời và tôi mang đến cho bạn một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt đó chính là bạn sẽ nhận được phấn hoa từ quý ông đẹp trai phong độ ở đằng kia muốn dành tặng cho bạn. Ê, xí xí, tôi cũng lọ hoa được mà. Đó chính là tin xấu đến bạn. Ủa, khoan, vậy sao được? Ủa má, trời má!